Sau phiên đại hội cổ đông bất thường tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ sáng cho đến chiều ngày hôm nay với rất nhiều tranh cãi từ cổ đông, thì đại hội đồng cổ đông ngân hàng Eximbank cuối cùng đã thống nhất danh sách hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới. Theo kết quả cuộc thanh tra của Ngân hàng Nhà nước hôm tháng 3 năm nay được công bố tại Đại hội Cổ đông Bất thường Eximbank vào ngày 15 tháng 12, vào thời điểm cuối năm 2014 thì ngân hàng này đã lỗ lũy kế hơn 1.600 tỷ đồng. Riêng nợ xấu chiếm đến 7,56% tổng dư nợ, tương đương hơn 4.360 tỷ đồng. Trước nhiều sai sót trong cho vay và bảo lãnh, ngân hàng buộc phải sửa sai, phải điều chỉnh nhiều hạng mục. Trước Đại hội Cổ đông, Eximbank cam kết sẽ hoàn thành các yêu cầu của thanh tra ngân hàng trước khi hạn cuối. Đến giờ phút này thì những cái yêu cầu của thanh tra thời hiệu cho phép của chúng tôi cũng đã tuân thủ, và những cái phần mà đang tiếp tục chỉnh sửa thì cái thời hạn cho phép thì gần nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2016, cho nên chúng tôi cũng tin rằng là tất cả những cái yêu cầu này chúng tôi có thể đáp ứng được trong thời gian tới, và Eximbank cũng không có dựa vào cái mốc này để mà khắc phục chỉnh sửa, mà Eximbank sẽ nỗ lực hết sức bằng cách là hội đồng quản trị đã thành lập ban hỗ trợ chứng chỉnh và hàng tuần họp để có phương án chứng chỉnh và báo cáo cho hội đồng quản trị biết. Thì tôi hy vọng rằng là trong đầu năm tới, trong quý 1 thì chúng tôi có thể hoàn tất việc khắc phục chỉnh sửa theo yêu cầu của thanh tra. Sau những sai phạm được công bố thì cũng dễ hiểu khi nhiều cổ đông Eximbank lên tiếng phản đối danh sách nhân sự cấp cao mới của hội đồng quản trị và ban kiểm soát với e ngại về năng lực lãnh đạo của dàn lãnh đạo này.